Chiều ngày hôm qua thì bão Trà My đã đi vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trên khu vực Biển Đông trong năm 2024. Và suốt từ chiều hôm qua đến ngày hôm nay thì bão di chuyển tương đối là ổn định và với tốc độ khá là nhanh, trung bình khoảng 15 đến 20 km/h và đang hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa. Và các cái diễn biến tiếp theo thì cho thấy là trong vòng khoảng 24 đến 48 giờ tới thì bão di chuyển tương đối là ổn định và cường độ sẽ còn mạnh lên. Cường độ cực đại theo chúng tôi dự báo là ở khoảng, khi mà bão ở trên khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa với cường độ cực đại có thể đạt là cấp 11, 12, giật cấp 13, 14. Về cái khả năng mà xảy ra các cái tương tác đối với không khí lạnh thì khi mà bão vào đến khu vực quần đảo Hoàng Sa thì sẽ có xu hướng là di chuyển chậm lại, cường độ sẽ yếu dần và do có một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc di chuyển xuống phía nam khiến cho bão suy yếu và bị đẩy xuống phía nam. Sau đó thì nhiều khả năng là bão sẽ suy yếu khoảng cấp 7, cấp 8 và sẽ di chuyển, có xu hướng di chuyển ra phía ngoài và duy trì tương đối là lâu trong thời gian tới, dẫn đến cái tình trạng là trên khu vực giữa và nam Biển Đông sẽ hình thành một cái giải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho khu vực Trung Bộ, gây mưa kéo dài cho khu vực Trung Bộ. Đấy là kịch bản thứ nhất, nhưng còn có một cái kịch bản nào khác dành cho cơn bão này không ạ? Vâng, cũng có những kịch bản khác ít khả năng hơn, đấy là gì, là khi mà bão vào khu vực Hoàng Sa tương tác với không khí lạnh thì có suy yếu đi, tuy nhiên thì bão vẫn sẽ di chuyển vào bờ và suy yếu ở trên khu vực đất liền của Việt Nam. Thì cái kịch bản này là có cái khả năng xảy ra là thấp hơn so với kịch bản là bão trôi ở phía nam và có khả năng là di chuyển ra phía ngoài. Khoảng 3 tiếng, khoảng 20%. Với cái kịch bản mà trôi ở phía nam và di chuyển ra phía ngoài thì nó khoảng tầm 60%, còn kịch bản mà đi vào đất liền Việt Nam này là khoảng 30%. Thì nếu mà vào cái kịch bản 30% thì cái khu vực đất liền như nào sẽ bị ảnh hưởng ạ? Vâng, có thể nói là kể cả hai kịch bản thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh và quan tâm hơn những cái vấn đề là mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ. Đây sẽ là cái khu vực mà chịu ảnh hưởng rõ nhất của cơn bão số 6. Từ khoảng ngày chiều và tối ngày 26 thì khu vực Trung Trung Bộ, các tỉnh từ khoảng Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi là sẽ có xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đấy thì trọng tâm sẽ rơi vào các tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đến Quảng Nam. Lượng mưa thì chúng tôi hiện nay chưa có các thông số cụ thể, nhưng phổ biến đâu đó sẽ khoảng từ 300 đến 500 mm trong vòng khoảng 3 ngày. Vậy thì với cái lượng mưa như vậy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những nguy cơ như thế nào? Vâng, với lượng mưa như vậy và còn có khả năng là mưa tập trung trong một thời gian ngắn khi mà bão tiến sát bờ Việt Nam ấy, thì cái khả năng lớn nhất đối với hiện nay đấy là cái nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra thì ở Đà Nẵng chẳng hạn cũng đã xảy ra các trường hợp là ngập úng đô thị do cái lượng mưa lên đến 400-500 mm trong vòng một ngày. Thì cái lần này cũng có thể xảy ra cái nguy cơ đấy. Thì đấy là cái nguy cơ thứ hai. Và cái thứ ba là trên các cái sông và các cái hồ chứa thì với cái lượng mưa mà phổ biến là 300-500 thì cũng sẽ khiến cho mực nước trên các hồ chứa và các con sông cũng sẽ tăng cao trong những ngày tới. Thông tức là với kịch bản nào thì cái khu vực này cũng là những nơi mà sẽ chịu tác động không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vậy thì thưa ông là với những cái diễn biến như vậy và với những cảnh báo như vậy thì người dân và các địa phương cần phải lưu ý điều gì ạ? Hay là trung tâm dự báo có những khuyến cáo gì đối với cả người dân và địa phương? Vâng, đối với thời gian ngắn 1-2 ngày tới thì khi mà bão vẫn còn trên biển thì cái nguy cơ cao nhất thì vẫn sẽ là tàu thuyền và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển. Sau đó là đến các cái vùng ven biển thì có liên quan đến các cái lồng bè và các cái khu nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền ở khu vực ven biển. Thế còn đối với cả khu vực đất liền thì có lẽ là phải đến sang ngày 26, 27 trở đi, thì bắt đầu mới có cái mưa vừa mưa to, thì lúc đấy là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên đất liền. Thì hiện tại thì đối với cả các chính quyền địa phương và người dân thì trước tiên là cần phải thông tin đến các cái tàu thuyền trên biển và thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo về công tác phòng tránh đối với cả các cái hoạt động trên biển. Và sau đó là đến rà soát các cái điểm xung yếu, các cái khu neo đậu tàu thuyền, các cái lồng bè ở khu vực ven biển để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp là mưa lớn kèm với cả gió mạnh và sóng lớn ở khu vực ven biển.